Quỳnh Thi, cháu con em kính chào đại gia đình và chào mừng đại gia đình trở lại với điểm tin nam ca sĩ Hồ Văn Cường hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2024 Xuân Giáp Thìn trên kênh YouTube Tin Tức Hot. Lời đầu tiên cháu con em kính chúc đại gia đình mạnh khỏe, một năm mới bình an hạnh phúc. Kính thưa đại gia đình thương mến, ca khúc Tân Cổ Việt Nam Quê Hương Ngày Tết trong album Tết của Hồ Văn Cường được nam ca sĩ vừa mới ra mắt vào ngày 17 tháng 1 năm 2024 trên kênh YouTube chính chủ của mình, đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía của người hâm mộ nói chung, FC Xanh Đọt Chuối nói riêng, họ vô cùng yêu thích và không ngừng kêu gọi cày view cho MV. Chỉ trong vòng 2 ngày đã lọt vào top 16 thịnh hành âm nhạc của YouTube. Đây là những bước tiến nổi trội cho các sản phẩm âm nhạc của Hồ Văn Cường, đặc biệt là MV trong album Xuân 2024 của nam ca sĩ vừa ra mắt. Thời lượng MV chỉ vỏn vẹn trong 4 phút đã làm cho tâm hồn của khán giả rộn ràng bởi bối cảnh tràn ngập sắc xuân. Qua những hình ảnh quen thuộc không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam được ekip đưa vào trong MV. Đi cùng là cảm xúc dạt dào qua tiếng hát của Hồ Văn Cường, nam ca sĩ đã lột tả hết nét đẹp sắc xuân về một Việt Nam yêu dấu. Nhạc sĩ Tiến Luân và lời cổ của Nguyễn Thiên đăng trình cùng phối hợp mang phẩm chất, cốt cách, tâm hồn Việt, dung dị và kiêu hãnh khắc họa nên một ca khúc xuân đầy dư vị của một cái Tết Việt Nam. Để rồi tiếng vọng cảm xúc của Hồ Văn Cường như mang mùa xuân đến gõ cửa từng nhà. Ngày Tết Việt Nam có trống lân pháo bông đùng đùng. Ngày Tết Việt Nam có đường hoa, chợ hoa rực rỡ. Kia rộn ràng ngựa xe ngược xuôi, người dập dìu chợ xuân thật vui. Ngày Tết vui, Tết Việt Nam hân hoan mọi nhà. Tiếng hát của Hồ Văn Cường không chỉ mang mùa xuân đến gõ cửa từng nhà, mà còn đưa chúng ta đến hầu hết các vùng miền của Tổ quốc, gợi lên bao nỗi nhớ cho những người con viễn xứ, nơi mà tuổi thơ của họ đã từng được biết qua hình ảnh áo mới muôn màu khoe nụ cười trẻ thơ. Và như một lời gọi mời về với cái Tết Việt Nam, về để nhìn thấy Việt Nam giàu đẹp an vui từng ngày. Việt Nam Tết quê hương trên khắp mọi miền. Áo mới muôn màu khoe nụ cười em bé. Về đây, Tết quê hương của người Việt Nam. Tay trong tay chúc mừng năm mới. Chúc quê hương giàu đẹp an vui. Có thể nói bài hát Tân Cổ Việt Nam Quê Hương Ngày Tết được tác giả phối riêng cho Hồ Văn Cường với một chất giọng thiên phú đậm chất Nam Bộ và ngọt hơn cả mía với đoạn ca cổ của Hồ Văn Cường, làm cho tâm hồn người nghe hòa vào nhịp sống hồn nhiên, rộn rã, gợi lên hoàn hảo không khí xuân tươi mới cũng như tinh thần Tết vui vẻ. Không khí Tết đến xuân về, rộn ràng khắp mọi nơi trên đất nước, từ miền quê đến thành thị, từ Bắc, Trung, Nam đều nhộn nhịp với Tết. Mọi người dù đi đâu cũng nhớ về chung vui bên gia đình khi nghe qua tiếng hát đong đầy cảm xúc tựa như lời thúc giục của chàng ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường. Bài hát không chỉ mang giai điệu vui tươi, rộn rã mà lời bài hát gần như gói gọn hết những nét đẹp đặc trưng về vạn vật hoa lá. Và rồi trầm lắng một chút qua đoạn tân cổ câu lý ngọt lịm, đậm nét phong tục và ý nghĩa quan trọng nhất của ngày Tết cổ truyền đối với người Việt Nam. Còn nữa, sau 2 ngày công chiếu MV album Tết trên kênh Hồ Văn Cường Official thì tối hôm qua 19 tháng 1, Hồ Văn Cường lần đầu tiên xuất hiện cùng với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường trên kênh YouTube của nhạc sĩ qua chủ đề tập phát sóng Nhâm Nhi guitar với Hồ Văn Cường. FC cũng ồ ạc tràn và ủng hộ, không ngừng lan tỏa và chia sẻ. Theo nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tâm sự, khán giả của Hồ Văn Cường siêu dễ thương luôn ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tập phát sóng của hai chú cháu và anh đã đọc hết bình luận mới thấy mọi người thương Hồ Văn Cường nhiều như thế nào. Theo nhìn nhận của anh, bên cạnh tài năng và cách sống của Hồ Văn Cường được nhiều người yêu quý, thì đại gia đình Xanh Đọt Chuối của Hồ Văn Cường cũng được ngưỡng mộ, trầm trồ. Xanh Đọt Chuối là tình yêu, là niềm tự hào của Hồ Văn Cường, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để cho Hồ Văn Cường tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Bên dưới video, có hơn 2.400 bình luận của khán giả dành cho hai chú cháu. Họ vô cùng cảm ơn nhạc sĩ đã nói về con người thật của Hồ Văn Cường. Hẳn là cả nhà còn nhớ, cuối năm 2023, talk show ca nhạc trên giao lộ thời gian với sự xuất hiện của danh ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường đã làm nức lòng không biết bao nhiêu khán giả. Mọi người trông đợi từng phút từng giây được nhìn thấy Cường, được nghe Cường hát, được nghe Cường trải lòng. Chàng trai ấy sống hướng nội, lời văn không nhiều, đôi khi rụt rè không biết phải diễn đạt ý mình muốn nói như thế nào. Nhưng mỗi câu Cường nói đều để lại niềm yêu mến và cảm thông sâu sắc của khán giả. Điều này được nhận thấy qua các số phát sóng của Cường trên chương trình giao lộ thời gian, luôn nằm ở top đầu của tất cả các tập. Và những ngày giáp Tết 2024 này, mọi người đều chờ đợi từng giây, từng phút để được nhìn thấy Hồ Văn Cường ở Nhâm Nhi guitar cùng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, tác giả của rất nhiều bài hit ballad đình đám của ca sĩ hạng A hiện nay. Đối với khán giả của Hồ Văn Cường, dù Cường xuất hiện ở chương trình nào, lớn hay nhỏ đều luôn rất đặc biệt. Họ vui mừng vì Cường lại được thể hiện bản thân mình, được nghe Cường nói chuyện nhiều hơn,
và họ mong Cường bứt phá với những bản nhạc mới lạ để Cường tiếp cận được nhiều hơn với khán giả. Điều luôn được ghi nhận là Cường chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng cả. Tiếng hát của Cường như đã có nhạc kết hợp với guitar và sự chỉnh chu cũng như chất lượng âm nhạc của chương trình, quả thật đã tạo nên hai siêu phẩm trong lòng của người mộ điệu. Như trong tập phát sóng Nhâm Nhi Guitar, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường có nói một câu sau khi nghe Hồ Văn Cường trải lòng là Cường đã rất may mắn khi có thể cân bằng giữa việc học và đi hát, là nhờ các cô chú như cô Uyên, thầy Chí, cô chú Bầu Sâu và tất cả ban nhạc, nhạc sĩ đã yêu thương và giúp Cường rất nhiều. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã nói sự chân thành hiền lành của Cường đã làm cho tất cả mọi người hiểu và thương Cường rất nhiều. Sau thời gian sóng gió thì có lẽ hiện tại đã bắt đầu giai đoạn đưa Cường về với vị trí đúng của chính cậu. Sự hiền lành, chân thành và sự nỗ lực của Cường đã được công nhận. Mọi người sẽ hiểu Cường và thương Cường nhiều hơn. Trở lại với live show Xuân Ba Miền sắp đến của Hồ Văn Cường, theo cập nhật của Quỳnh Thi live show mùng 5 Tết tại Đà Nẵng, thầy Nguyễn Minh Chí là khách mời đặc biệt của Hồ Văn Cường. Một sự kết hợp sẽ bùng nổ như thế nào của hai thầy trò thì khán giả của chúng ta không thể bỏ lỡ live show tại thành phố đáng sống này nhé.